Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vĩnh Long trưa nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Sáng nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ Quyền Văn Thích lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngành gạch gốm của huyện Mang Thít đang dần khởi sắc sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Phóng sự được cán bộ tận tụy với các hoạt động công đoàn. Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương quản lý tốt các quy hoạch dự án ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Chiều nay, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm sàn Đại học Cao đẳng năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Trương Văn Sáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, quý mẹ Việt Nam anh hùng và 228 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự đại hội. 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Thít đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, huy động các nguồn lực, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó đáng chú ý là ngành nông nghiệp phát triển khá toàn diện, xây dựng được cánh đồng mẫu lớn, dùng chuyên canh cây màu hiệu quả. Đến nay, huyện có 2 xã nông thôn mới, trong đó Long Mỹ là xã về đích đầu tiên của tỉnh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy có khó khăn nhưng đến nay đã có nhiều cải tiến nên dần phục hồi, nhất là sản xuất gạch, gốm. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách cho người có công, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hàng năm chiếm trên 90%. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, huyện còn đến 7 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết không đạt, tập trung ở các chỉ tiêu kinh tế. Việc phối hợp với các ngành chức năng tỉnh để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Tại hội nghị lần này, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cùng các giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến năm 2020. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ năm 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Để hoàn thành tốt những nội dung quan trọng đại hội đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh. Các đại biểu cần tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp thêm ý kiến vào văn kiện được trình bày trước đại hội, làm sáng tỏ những vấn đề mà đại hội đặt ra, nhìn thẳng vào thực thật, đánh giá đúng thực trạng, cả thành quả đạt được và hạn chế, yếu kém. Đề xuất những giải pháp đúng đắn, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện để đưa huyện Mang Thít phát triển về mọi mặt trong giai đoạn tới. Sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 11, những đồng chí tiêu biểu nhất về phẩm chất chính trị, về đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực tiễn, có khả năng quy tụ đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu huyện đề ra. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, đúng tiêu chuẩn, thành phần, đủ số lượng, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đảng bộ và nhân dân huyện Mang Thít và có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên. Chiều nay, đại hội tập trung thảo luận, tham luận và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mang Thít khóa 11, nhiệm kỳ năm 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất gạch gốm vốn là thế mạnh của huyện Mang Thít, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do công nghệ sản xuất lạc hậu theo kiểu truyền thống, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nên tình hình sản xuất gạch gốm ở Mang Thít rơi vào khó khăn. Thời gian gần đây, huyện Mang Thít đã chỉ đạo khuyến khích các cơ sở ứng dụng công nghệ mới, lò nung liên quan, nên tình hình sản xuất gạch gốm của huyện có bước khởi sắc. Huyện Mang Thít có 6 làng nghề sản xuất gạch gốm, vốn là thế mạnh, là nguồn thu ngân sách lớn của huyện. Nhưng trong thời gian qua, tình hình sản xuất gạch gốm gặp nhiều khó khăn, nên nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã ngưng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Hiện toàn huyện chỉ còn 201 trên 987 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch gốm còn hoạt động. Trước khó khăn này,
huyện Mang Thít đã phối hợp với các ngành hữu quan của tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp cơ sở chuyển đổi hình thức sản xuất gạch bằng lò tròn truyền thống sang lò nung liên hoàn thuộc đề án tổ chức lại ngành sản xuất gạch gốm tỉnh Vĩnh Long, và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Hiện nay đối với ngành gạch gốm của Mang Thít, đặc biệt từ đầu năm đến nay là có nhiều khởi sắc. Cái sản lượng, nhất là sản lượng gạch năm nay thì đánh giá là nó đạt gần 2/3 của sản lượng của những năm cao điểm trước đây của thời kỳ dần son của gạch nối Mang Thít. Thì có cái sự khởi sắc này là do huyện tích cực vận động các cái hộ là sản xuất kinh doanh chuyển sang các cái công nghệ mới như là lò nung liên hoàn. Lò nung liên hoàn Vĩnh Long đã mang lại hiệu quả thiết thực với năng suất cao hơn gấp 10 lần so với lò tròn truyền thống. Chi phí sản xuất cũng giảm hơn nhưng chất lượng gạch được đảm bảo. Đặc biệt là các chất thải như bụi CO2, HF từ lò nung liên hoàn ở mức cho phép đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt nên các cơ sở doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình này hoạt động có hiệu quả. Doanh nghiệp tôi hoạt động cái lò liên hoàn này trên một năm rồi. Nhưng mà lúc đầu thì nó hiệu quả theo cái lò liên hoàn đã có. Bây giờ mình ra cái sản phẩm mới này, mình bán loại 1 với cái loại 2, chứ không có loại 3, loại 4 nữa. Do cải tiến cái phương pháp mà đốt lò, cái sản phẩm mình chín đồng đều. Là cái lò này, lò liên hoàn mình bây giờ nó hay chỗ đó. Tính đến nay, toàn huyện có 14 doanh nghiệp sản xuất gạch chuyển đổi sang lò nung liên hoàn Vĩnh Long và đều mang lại kết quả tốt. Nhờ vậy, ngành sản xuất gạch gốm của huyện Mang Thít đang dần phục hồi. Nếu như năm 2014, giá trị sản xuất ngành này trong toàn huyện chỉ đạt 395 tỷ đồng, thì trong 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt hơn 420 tỷ đồng. Mục tiêu của nhiệm kỳ tới là sẽ đặt ra là tái cơ cấu lại ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với việc sắp xếp lại cái ngành sản xuất gạch gốm. Thì để thực hiện cái mục tiêu này thì huyện sẽ tiến hành quy hoạch, rà soát các quy hoạch lại để vận động bà con thực hiện cho nó đúng quy hoạch, đồng thời là vận động bà con tích cực là chuyển sang các cái công nghệ mới, nó thân thiện với môi trường, tốn nguyên liệu và nó giá thành nó hạ. Thì thực hiện theo cái đề án của tỉnh là sẽ chuyển đổi ít nhất là cũng khoảng từ 30 đến 32 cơ sở sang lò nung liên hoàn. Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Mang Thít sẽ tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát huy các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, tiếp tục khôi phục và phát triển ngành sản xuất gạch gốm thế mạnh của địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ mới lò nung liên hoàn Vĩnh Long để góp phần thực hiện mục tiêu đạt tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện trong giai đoạn 2015-2020, tăng bình quân hơn 34% năm. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm qua, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ. Căn nhà được bàn giao cho ông Lý Văn Năm, cư ngụ tại ấp Hòa Thạnh 1, là con của liệt sĩ Lý Văn Phước, có diện tích 48m², được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà trệt cấp 4, tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng từ ngân sách huyện. Tại lễ bàn giao, lãnh đạo huyện Long Hồ đã động viên gia đình ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, dạy dỗ con cháu tích cực học tập, chăm chỉ làm ăn, xứng đáng là gia đình chính sách gương mẫu. Cùng ngày, huyện Long Hồ cũng đã bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Hiện, cư ngụ tại ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ, là con của liệt sĩ Trần Văn Lai, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cũng chiều hôm qua, lãnh đạo huyện Long Hồ đã đến thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách tại xã Phú Quế. Tại mỗi gia đình, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, đời sống kinh tế, chúc các gia đình chính sách nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lao động sản xuất, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các gia đình cũng bày tỏ niềm vui vì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng cùng chung tay xây dựng quê hương. Cùng với các đoàn công tác của tỉnh, dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện Long Hồ đã thành lập 15 đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn. Cũng trong lĩnh vực hoạt động an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tổng giá trị phúc lợi xã hội trên 34 tỷ đồng, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Thông qua nguồn vận động được, các cấp hội đã tặng nhà tình thương, hỗ trợ con giống, vốn sản xuất, trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho trên 268.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và hiến máu nhân đạo. Thông qua các phong trào, không chỉ góp phần giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn có điều kiện vươn lên, mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là khơi gợi, phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả hoạt động của công đoàn ở cơ sở phần lớn phụ thuộc vào sự năng nổ tích cực của cán bộ làm công tác công đoàn. Trong khối công đoàn viên chức, dù vừa phải đảm nhiệm công tác chuyên môn, vừa phải kiêm nhiệm thêm công tác công đoàn, nhưng có nhiều cán bộ công đoàn giỏi, tận tụy và sáng tạo đóng góp tích cực vào hoạt động công đoàn tại đơn vị. Chị Nguyễn Thị Lành, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh là một trong những điển hình như thế. Làm việc tại Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh từ năm 1978, chị Nguyễn Thị Lành đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác công đoàn tại cơ sở. Nhiều năm làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được công đoàn viên tín nhiệm giao phó. Nhiều anh nói chơi đùa xong là nói rằng là Lành đó là vào làm ngành lao động thương binh làm chủ tịch công đoàn, thì cái đó cũng là một cái vui, nhưng mà cũng là nhiều cái chuyện thì trong thực hiện công đoàn nó cũng nhiều cái khó khăn. Bên cạnh cái mình cũng tham mưu nghĩ làm sao trăn trở suy nghĩ là nắm bắt được cái nhiệm vụ của công đoàn, hiểu biết để tham mưu cho cấp ủy đảng cũng như lãnh đạo sở, giúp cho cấp ủy đảng cũng như lãnh đạo sở để mà vận động cán bộ công chức viên chức để hoàn thành cái nhiệm vụ. Với trăn trở đó, liên tục trong nhiều năm qua, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Nguyễn Thị Lành luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên. Từ đó, chị đã chủ động tham mưu đề xuất cùng cấp ủy, ban giám đốc sở để kịp thời có những quyết định hay phát động các phong trào phù hợp, tạo sự khích lệ, động viên để công chức viên chức và người lao động an tâm công tác. Mình cũng phải chỉ đạo cho các cái công đoàn cơ sở thành viên, nhất là trong ban chấp hành, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, một cái gương mẫu thực hiện công việc rồi. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên nắm bắt tư tưởng của các cái công đoàn viên của mình để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn và động viên kịp thời để cho anh em cùng gắn bó với ngành để cùng hoàn thành cái nhiệm vụ chung. Trong nhiều năm qua thì công đoàn cơ sở luôn đạt được cái danh hiệu là trong sạch vững mạnh. Thì nhờ được cái thành tích đó là ban chấp hành công đoàn thì có được cái sự hỗ trợ từ đảng ủy, ban đốc sở, đồng thời trong ban chấp hành cũng có cái sự đoàn kết, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cái thành viên trong ban chấp hành, bám sát cái chức năng nhiệm vụ cũng như là kế hoạch của công đoàn cấp trên và đề ra công đoàn cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện đúng cái thời gian, đúng từng cái thời điểm theo cái kế hoạch đề ra, do đó là được cái sự ủng hộ rất lớn của cái phía công đoàn viên. Đồng chí Nguyễn Thị Lành là một đồng chí chủ tịch cái công đoàn cơ sở đấy, đồng chí rất là năng động, sáng tạo và nhiệt tình với cái công tác công đoàn cơ sở, rồi được là cái công đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đơn vị tín nhiệm. Đấy. Đồng chí cũng rất là quan tâm chăm lo tốt vấn đề cái bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, cụ thể như vấn đề là thực hiện là tham gia trong vấn đề cái chính sách tiền lương, rồi vấn đề cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với những nỗ lực đóng góp đó, liên tục nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Lành luôn đạt được nhiều danh hiệu cao quý và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển kiểm tra đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu vực ven biển làm cơ sở quản lý, kiểm soát phát triển các dự án ven biển, đảm bảo quỹ đất bố trí khu vực dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm công cộng phục vụ dân cư và khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ.
tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp, ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với khu vực ven biển nhằm kiểm soát quản lý không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực, làm cơ sở cấp phép xây dựng và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết, dân kiểm tra và thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vinh Quang Việt Nam là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm nay, Giải thưởng Vinh Quang Việt Nam tiếp tục tôn vinh 2 tập thể và 13 cá nhân. Vào chiều hôm qua, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi gặp gỡ với đoàn đại biểu Vinh Quang Việt Nam lần thứ 12. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 12. Lắng nghe những câu chuyện, những nỗ lực vượt khó của các cá nhân và đại diện tập thể được tôn vinh, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, đây chính là những nhân tố điển hình có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng dịp cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chính là sự tiếp nối Vinh Quang Việt Nam của cha ông đã không tiếc máu xương gây dựng và gìn giữ. Phó Chủ tịch nước mong rằng các tấm gương đã và được vinh danh tại các chương trình Vinh Quang Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, là tấm gương sáng nhân rộng trong xã hội để ngày càng có nhiều hơn những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo kế hoạch, vào 14 giờ chiều nay 28 tháng 7, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ họp để xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học cao đẳng năm 2015. Như vậy, khoảng cuối giờ chiều nay, thí sinh cả nước sẽ biết điểm sàn đại học cao đẳng năm 2015. Ngay sau khi có điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển của mình. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, trước ngày 30 tháng 7, các hội đồng thi do trường đại học chủ trì phải in và cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi. Điểm khác biệt trong quy trình xét tuyển năm nay là thí sinh bắt đầu chọn trường và ngành xét tuyển sau khi biết kết quả thi từ ngày 1 tháng 8. Mỗi thí sinh có 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó chỉ một giấy xét nguyện vọng 1. Riêng nguyện vọng 1, thí sinh chỉ nộp vào một trường và đăng ký tối đa 4 ngành theo thứ tự ưu tiên. Trong 20 ngày, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8, các thí sinh có quyền rút hồ sơ để điều chỉnh nguyện vọng đã nộp. Cũng theo quy định, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu 3 ngày một lần, các trường phải công bố danh sách thí sinh xét tuyển theo thứ tự điểm số để thí sinh tham khảo. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng David Cameron công bố các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Anh và Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố. Hàn Quốc tuyên bố thoát khỏi dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS sau khi người cuối cùng bị nghi nhiễm MERS ở nước này đã được đưa ra khỏi tình trạng bị cách ly. Dự án mái nhà xanh ở Brazil dùng rác thải hữu cơ làm phân bón để trồng rau. Trong chuyến thăm chính thức đến Indonesia, tối qua Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Anh đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thắt chặt sự hợp tác giữa London với Jakarta trong cuộc chiến chống khủng bố. Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Anh Cameron trong chuyến công du 4 ngày tới 4 nước Đông Nam Á, gồm Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Singapore. Trong buổi họp báo chung ở thủ đô Jakarta, Thủ tướng Cameron và Tổng thống Widodo đã bày tỏ quan ngại về mối đe dọa từ tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí sẽ tăng cường các nỗ lực chung để đối phó với mối đe dọa khủng bố. Anh sẽ cung cấp một gói các biện pháp hỗ trợ chống khủng bố cho Indonesia, bao gồm việc tăng cường an ninh tại các sân bay ở Bali và Jakarta, đẩy mạnh hợp tác về điều tra khủng bố và huấn luyện cho 50 sĩ quan cảnh sát chống khủng bố của Indonesia ở Anh. Indonesia là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Ước tính có khoảng 500 công dân nước này được cho là đã tham gia các tổ chức cực đoan ở Iraq và Syria. Ngoài vấn đề hợp tác chống khủng bố, Thủ tướng Cameron cũng thông báo
chính phủ của ông sẽ cung cấp các khoản vay lên đến 1 tỷ bảng Anh, khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ để giúp Indonesia đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng tài chính. Rạng sáng nay, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã công bố một kế hoạch xóa sạch tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở nhiều khu vực phía Bắc Syria dọc theo biên giới với nước này. Giới chức Mỹ cũng cho biết Washington và Ankara đang thảo luận về kế hoạch quân sự nói trên, đồng thời cho rằng một khu vực không có IS như thế sẽ đảm bảo sự ổn định dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Ahaber của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Davutoglu đã không công bố chi tiết về kế hoạch dùng đệm này, nhưng khẳng định Ankara và Washington không có ý định đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria. Thay vào đó, muốn nhìn thấy lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria thay thế IS tại khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch trên một lần nữa cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộc chiến chống IS trong những ngày gần đây. Bởi lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn miễn cưỡng trong các hoạt động can thiệp vào Syria. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt giữ 1.050 người trong các cuộc bố ráp các nhóm phiến quân, bao gồm IS, các tay súng thuộc Đảng Công nhân Người Quốc PKK và nhóm DHKPC trong những ngày gần đây. Theo ông, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào PKK cho đến khi nhóm ngoại dòng pháp luật này giải giới. Sau khi yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp khẩn để thảo luận về tình hình an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Davutoglu hy vọng Ankara sẽ nhận được sự hỗ trợ của NATO cho chiến dịch chống IS và PKK tại cuộc họp được tổ chức vào hôm nay tại Bỉ. Mỹ cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ethiopia trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đang gây bất ổn tại quốc gia châu Phi này. Đây là một trong những thông tin được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ethiopia Haile Mariam Desalegn nhân chuyến thăm chính thức nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo vào đêm qua ở thủ đô Addis Ababa, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Ethiopia và các quốc gia khác trong Liên minh châu Phi AU trong cuộc chiến chống các nhóm phiến quân Hồi giáo, trong đó có lực lượng Al-Shabaab. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng quan ngân những nỗ lực hiện nay của chính phủ Ethiopia trong việc giải quyết những khó khăn kinh tế, đặc biệt là tình trạng thâm hụt ngân sách. Mặc dù nhận định Ethiopia vẫn còn nhiều việc phải làm, song theo Tổng thống Obama, những khó khăn của quốc gia châu Phi này sẽ không cản trở hai nước phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh và chính trị. Về phần mình, Thủ tướng Desalegn nhất trí với Tổng thống Obama về việc tăng cường chiến dịch chống khủng bố trong khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác tình báo. Thủ tướng Ethiopia cũng khẳng định những cam kết hướng tới nền dân chủ của Addis Ababa là thiết thực. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi, đồng thời là một thành viên chủ chốt trong AU. Ethiopia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Phi lần này của Tổng thống Obama sau Kenya. Thông tin về một vụ đấu súng gây thương vong lớn tại Afghanistan sẽ mở đầu cụm tin vắn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Giới chức địa phương hôm qua cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ đấu súng xảy ra tại một tiệc cưới ở tỉnh Baghlan, phía bắc Afghanistan. Cảnh sát cho biết vụ đấu súng xảy ra sau khi hai nhóm người tham dự đám cưới tranh cãi với nhau. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Trong thời gian gần đây, an ninh tại tỉnh Baghlan trở nên bất ổn trong bối cảnh phiến quân Taliban mở rộng phạm vi hoạt động từ miền đông và nam sang miền bắc Afghanistan. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa cho biết triển vọng kinh tế của Eurozone đang dần được cải thiện khi dự báo tăng trưởng của khu vực này sẽ tăng từ 1,7% trong năm tới, từ mức 1,5% của năm nay. Theo IMF, tín hiệu khả quan trên có được là nhờ giá dầu thế giới giảm, đồng euro yếu hơn và các biện pháp kích thích kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo Eurozone vẫn còn dễ bị tổn thương trước những cú sốc. Sau khi các số liệu kinh tế không khả quan của Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới được công bố, thị trường dầu mỏ thế giới đang chứng kiến sự sụt giá ở mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua. Hôm qua, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc bất ngờ lao dốc hơn 8%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày giao dịch trong 8 năm qua đã khiến giá dầu Brent biển Bắc vào tháng 9 giảm 37 sen xuống còn 54,25 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao cùng kỳ giảm 26 sen xuống 47,88 đô la một thùng. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết, vùng Catalonia của nước này đang đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.
trong chưa đầy 24 giờ qua, hơn 1.000 hecta rừng ở đây đã bị thiêu rụi. Đám cháy gần thành phố Barcelona được xem là lớn nhất ở khu vực này trong năm nay. Hơn 130 lính cứu hỏa và 11 máy bay đã được triển khai trong nỗ lực dập tắt các đám cháy. Giới chức Panama hôm qua cho biết đã tịch thu gần 2 tấn cocaine trong một chiến dịch truy quét hồi cuối tuần này do binh chủng không quân hải quân Panama thực hiện tại vùng Cocoli, nâng tổng số ma túy bị tịch thu trong năm nay tại Panama lên hơn 8,6 tấn. 49 đối tượng đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét kể từ đầu năm đến nay tại nước này. 90% trong số đó là công dân Colombia. Thủ tướng Hàn Quốc Kwang Kyo-an hôm nay tuyên bố nước này đã thoát khỏi dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS, vốn đã khiến 186 người bị lây nhiễm và 36 người chết kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện hồi tháng 5 vừa qua. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người cuối cùng bị nghi nhiễm MERS ở Hàn Quốc đã thoát khỏi tình trạng bị cách ly vào hôm qua. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức chính phủ vào sáng nay, Thủ tướng Kwang Kyo-an nhấn mạnh, sau khi xem xét đánh giá nhiều phương diện khác nhau, Chính phủ Hàn Quốc và đội ngũ y tế khẳng định hiện nay người dân không còn phải lo lắng gì MERS nữa. Ngay từ bây giờ, mọi hoạt động văn hóa, giải trí sẽ trở lại bình thường, trường học sẽ được mở cửa trở lại và người dân có thể trở về cuộc sống như trước kia. Bên cạnh đó, trung tâm y tế Samsung ở thủ đô Seoul, nơi xuất hiện gần một nửa trong tổng số các trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc, đang dần khôi phục các dịch vụ y tế thông thường sau hơn một tháng đóng cửa. Giới chức trung tâm này cho biết, dịch vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân sẽ hoạt động trở lại kể từ đầu tháng 8 tới đây. Trung tâm thương mại El Dorado ở thành phố São Paulo của Brazil mới đây đã triển khai một dự án vô cùng độc đáo có tên gọi Mái Nhà Xanh. Theo đó, chuyển rác thải hữu cơ hay thức ăn thừa của các quán cà phê, nhà hàng thành phân bón để trồng rau. Sản phẩm thu hoạch được không phải để bán mà để tặng cho các nhân viên làm việc tại trung tâm. Dự án này đang góp phần tích cực vào mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra ở São Paulo. Thức ăn thừa hay phế phẩm hữu cơ từ các quầy thức ăn của trung tâm thương mại El Dorado được nhân viên chuyển đến một nhà máy để xử lý thành phân bón trồng rau trên sân thượng của tòa nhà. Bên cạnh việc cung cấp miễn phí rau sạch cho nhân viên mang về nhà, dự án Mái Nhà Xanh còn hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường xung quanh trung tâm thương mại cũng như của cả thành phố. Bởi lẽ, ước tính mỗi ngày, các nhà hàng ở trung tâm El Dorado tạo ra khoảng 400 kg chất thải hữu cơ. Trước đây, lượng rác này thường được nhất tại các thùng rác bên ngoài trung tâm rất lâu trước khi được chuyển đến các bãi rác ngoài thành phố. Quy trình tái chế bắt đầu từ các quầy thức ăn. Đầu tiên, nhân viên nhà hàng sẽ phân loại rác thải hữu cơ, sau đó chuyển đến trung tâm để xử lý. Tại đây, chúng tôi bổ sung enzyme vào rác để loại bỏ vi khuẩn, giảm độ ẩm và đẩy nhanh quá trình phân hủy. Đây là cách chúng tôi biến rác thải hữu cơ thành phân bón. Các cộng tác viên dùng phân bón này để trồng nhiều loại rau khác nhau như cải xà lách, cà tím, hành, tiêu, bạc hà, cà chua, thậm chí là dâu tây. Dự án Mái Nhà Xanh cũng tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn nhân viên nhà hàng cách phân loại rác hữu cơ hiệu quả để đảm bảo số lượng rác được xử lý nhiều nhất có thể, từ đó giảm áp lực cho các bãi rác. Sáng kiến này rất chủ động và sáng tạo. Nó giúp giảm rác thải, bảo vệ môi trường và đặc biệt là chúng tôi được ăn rau sạch miễn phí. Chương trình thời sự của Đài truyền hình Vĩnh Long trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.